hiện nay thì cái sản phẩm này với cái tên sản phẩm là Kozuni. Đây bà con thấy đây, đây là cái sản phẩm Kozuni. Đấy, đây, cái gói tôi đang cầm đây là cái gói 2g. Cái sản phẩm Kozuni với cái hoạt chất là Brasinora. Thì cái sản phẩm này ấy, thì công dụng của sản phẩm này là cái gì? Công dụng của sản phẩm nó chính là thúc đẩy sự tăng trưởng. Đây là sản phẩm là điều hòa sinh trưởng. Bà con nên nhớ nhé. Thì đây là rằng nếu như trường hợp bà con bị phèn, bị mặn, bị hạn, bị ngộ độc hữu cơ thì bà con phải tuyệt đối ngưng ngay bón phân, dùng nước rửa trôi, dùng các cái sản phẩm. Ví dụ như đây là một trong những cái sản phẩm rất hữu hiệu trong cái việc là bà con chúng ta sử dụng. Sản phẩm này không phải là phân bón, sản phẩm này nó là điều hòa sinh trưởng. Chút xíu tôi sẽ hướng dẫn thêm, thông qua thêm cho bà con chúng ta về cái hoạt chất này. Thì cái sản phẩm này nó sẽ nâng cao tỷ lệ đậu trái, trọng lượng trái, tăng cường sức đề kháng cho cây trồng như hạn, như mặn, như bà con ngoài Bắc chúng ta là bị lạnh thì bà con ta sử dụng sản phẩm này, nó tăng cường sức đề kháng hạn, mặn, lạnh. Hoặc là những đối với lại miễn dịch cho các cái cây trồng còn non hay là những cái cây mô. Quy cách đóng gói thì ở phía Bắc thì bà con sử dụng một gói này cho một bình 16 lít, còn phía Nam thì hai gói này, đây là gói 2g hoặc là bà con chúng ta dùng gói 5g. Thế thì giới thiệu bà con cái hoạt chất này để bà con chúng ta nắm được. Cái hoạt chất này á là hoạt không phải là phân bón. Có nhiều bà con chúng ta sử dụng thực sự ra hoạt chất này trên thế giới thì được sử dụng rất là nhiều rồi. Xin thưa bà con và các bạn, cái hoạt chất này á là trên thế giới á là sử dụng rất là nhiều. Nó được nghiên cứu vào, được tìm thấy vào năm 1970 và ra đời vào năm, chính thức ra đời vào năm khoảng năm 1979. Đây nó là một cái hormone thực vật. Đấy, là phát minh được tìm thấy tức là thứ 6, tức là nó đứng thứ 6 trong các cái hormone thực vật. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đấy. Với cái hoạt chất Brasinolide này ấy, thì nó khả năng nó làm cho cây trồng cái gì? Tăng cái tính chống chịu sinh học. Đấy, có như tính kháng sâu bệnh, tính bất lợi của thời tiết. Đấy. Và cơ chế hấp thụ của sản phẩm thì nó hấp thu qua rễ, hấp thu qua lá và có thể là qua hạt được. Bởi vì những cái hạt mà bà con chúng ta ủ, chúng ta là trên thế giới thì sản phẩm này được nghiên cứu và sử dụng rất rộng rãi. Nhưng tuy nhiên ở Việt Nam thì các đề tài nghiên cứu khoa học vẫn hiện nay thì vẫn rất là còn ít. Có đề tài khoa học của Nguyễn Minh Trân năm 2005 hay là mới đây năm 1999 hay là năm 2016 đề tài được nghiên cứu bởi Đại học Cần Thơ. Thế thì hoạt chất này ấy, xin thưa với bà con, trong thực vật ấy thì nó làm gì? Nó làm tăng trưởng sự phát triển của cây trồng, nó thúc đẩy cái sự tăng trưởng của thực vật. Bằng chứng bà con chúng ta sử dụng đặc biệt là trên cây lúa, nó trong các cái giai đoạn ví dụ như ngâm ủ, nó tăng cường cái gì? Sự nảy mầm, mà tăng cường buông ra giai đoạn đẻ nhánh thì bà con sẽ thấy là nó tăng cái xin lỗi dưỡng bộ rễ. Cái sản phẩm này nó khác hoàn toàn với lại phân bón lá và những cái kích thích sinh trưởng. Đây là điều hòa sinh trưởng. Những cái kích thích sinh trưởng là bà con sẽ nó làm giãn nở tế bào ra, còn cái này nó hoàn toàn khác. Đấy. Thì bằng chứng mời bà con và các bạn chúng ta xem qua một cái clip chúng tôi đã làm các cái cuộc khảo nghiệm ở đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau. Là con hỏi thêm một cái là cái này là cùng giống cùng phân. Dạ. Mật độ giống như nhau. Dạ. Nhưng mà nó phát triển là dày hơn người ta. Vâng ạ. Thế thì Mười ơi, con nhìn thấy mà, ví dụ như bây giờ ngay cái ruộng này đi, có thể là cái ruộng này nó cái lúa của người ta cũng là gieo min đúng không ạ? Min. Thế và cũng cùng cái thời gian gieo sạ, tại sao người ta cao hơn của mình này thì nó có quyết định gì, cái vấn đề gì không ạ? Cái Kozuni này nó phát chủ yếu là nó phát triển cái thân. Thân nhiều. Dạ. Thân thì so với người ta thì mình không thấp cái thân hơn người ta. Vâng ạ. Lá mình thì nó dày và nó gọn. Vâng ạ. Nó không phải là như cái loại phân bón lá đơn thuần. Phân bón lá đơn thuần thì khi mà anh phun vào thì cái lúa nó phượt, rất là phượt. Vâng ạ. Còn cái Kozuni này thì anh chỉ
là phát triển cái thân lá cân đối. Vâng ạ. Đặc biệt là cái rễ, rễ ảnh là rất là tốt. Dạ. Khi mà mười mà điều tiết về cái cây lúa, cái cây lúa như này thì để nó cái vấn đề về chắc là ý của mười đang tính về vấn đề mà chống chịu thời tiết đấy à? Hay là đổ ngã đúng không ạ? Này là nếu mà xử lý Cozoni một thẻ hoặc tốt hơn là thẻ một thẻ rưỡi thì cái chống chọi độ ngã rất là cao. Dạ. Độ ngã rất là kết quả. Dạ. Độ ngã là an toàn. Cozoni này thì tuyệt vời, lá đứng. Dạ. Thế là mười sau này vấn đề là cái miếng này của chúng ta là đây là một cái sự khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Các em có thể nhìn đây, đây là một cái miếng lúa mà mười đã sử dụng. Thế thì trong thời gian tới là chúng ta sẽ xịt là chúng ta tiếp tục. Theo con thấy là mười có tính là có cho thêm cái Cozoni vào để xử lý. Nếu mà đối với vụ hè thu thì nó có cái nguy cơ ngộ độc hữu cơ rất là cao. Nên xài thằng Cozoni này một từ một thẻ rưỡi tới hai thẻ. Dạ. Và nó giải quyết được cái vấn đề là ngộ độc hữu cơ. Ngộ độc hữu cơ. Hai là nó điều hòa được cái sinh trưởng. Dạ. Và nó phát triển rất là cân đối. Dạ. Khỏi phải sợ là bón phân thừa. Dạ. Cái ngộ độc hữu cơ đó là mười cho xài giai đoạn nào là phù hợp nhất để ngộ độc hữu cơ là mình xài giai đoạn từ lúa từ 10 tới 15 ngày. Và giải quyết cái đó là gì? Tốt nhất là mình vừa bón phân được nhất. Dạ. Vừa phân được nhất xong là mình phun. Dạ. Phun thằng Cozoni này với mình cộng với thằng sắt trùng đan để mình ngừa luôn cái anh bù lạch. Và rất là tốt. Cái đối tượng bù lạch là có tác dụng cộng với là kích thích bộ rễ. Dạ. Cái giai đoạn đó mạ rất là tốt. Vâng ạ. Theo như mà mười đã sử dụng sản phẩm này đó, mười thấy là khi mình sử dụng sản phẩm này, cái lượng phân bón mình nó có thay đổi không mình? So với ruộng của cái người lân cận đó, thì mình giảm ít gì thì từ 4 đợt phân mình giảm hơn ta khoảng 8 kg phân. Dạ. Như vậy là một cử phân như vậy mình có thể giảm hơn ta là 2 kg trên 1.000 mét vuông. Dạ. Cây lúa của mười thế này và giai đoạn của nó đây là bao nhiêu ngày rồi mình nhỉ? Này là 60 ngày. Mà bây giờ mười đã bón tổng bao nhiêu ký phân nhỉ? 52 ký phân. Thế là cho 1.300 cho 1.300 và tất cả các loại phân. Tất cả các loại phân. Trong khu vực hiện tại. Trong cái khu vực hiện tại hiện nay á thì trong khu vực hiện tại đây này hầu như tất cả những người làm ruộng xung quanh là từ 60 kg anh ơi. 60 kg. 60 kg cho tới người có người tới cả trăm. Dạ. Thế thì so về vấn đề mà cái Cozoni này nó sẽ có một cái là giảm phân thì chắc chắn là cái vấn đề mà như vậy thì cho mọi người thấy là cái chi phí mà mình giảm phân đấy mình có thể bù đắp được những cái chi phí mình mua thuốc được. Thì cái chi phí mua thuốc là giá thành phân hiện nay nó rất là mắc. Dạ. Thì mình tính lại thì mình cũng vẫn còn lời. Dạ. Mình vẫn còn lợi hơn so với là cái người bón phân bình thường. Và trong cái quá trình mà vừa qua chúng ta có một cái gặp cái tiết trời lạnh, thế thì trong cái tài liệu kỹ thuật của sản phẩm của con và chúng con đã đang khuyến cáo đó là cái chống chịu lại cái thời tiết khắc nghiệt, kể cả nóng quá, kể cả lạnh quá. Thì đây là mình xử lý một đợt đầu là Cozoni, đợt hai Cozoni là đợt làm đồng. Dạ. Mình đã xử lý Cozoni thì so với ruộng đây thì các anh thấy người ta sẽ bị vàng lá này, người ta gọi theo vàng lá sinh lý theo thời tiết. Dạ. Còn mình thì bình thường. Vâng. Mình rất là đẹp thôi. Dạ. Bây giờ mình nhổ đối chứng một cái cây lúa ở đây và một cái cây lúa bên đây xem là cái bộ rễ như là thứ người đánh giá cái bộ rễ nó có gì khác nhau không? Đây là cái cái kia mình cả chùm đất đi hả? Đây. Khi mà mình phun cái Cozoni đây trắng. Chúng ta đây mình cũng làm một hạt, một hạt lúa. Đây cũng làm hạt lúa nhưng mà đây anh chỉ có một thân. Dạ. Đây mình được 1, 3, 4 chòi, trong này có 3 chòi là coi như là hữu hiệu, 1 chòi cái này là vô hiệu. Dạ. Thì mình vẫn đạt được cái này. Dạ. Đây là hai chòi này nó cái cái mình nó to hơn. Vâng ạ, thân mình to hơn luôn. Dạ, cái lá dài hơn ha. Rễ thì mình nhổ lên thì mình đi theo một chùm đất đi. Dạ. Còn anh này thì nhổ lên không có đất. Vâng ạ. Còn trắng. Rễ mình to. Ngoài ra thì bà con sẽ thấy là cái sản phẩm này đối với cây lúa bà con chúng ta xài được là trên rất nhiều các cái cây trồng. Đối với cây lúa trong các cái giai đoạn ví dụ như là ngâm ủ giống, ví dụ như là đẻ nhánh để nó tăng cái tường, và đặc biệt là phục hồi cây trồng khi bị bất lợi vì thời tiết, ví dụ như vừa nãy mới nói ở trên, ví dụ như hạn mặn này, bà con có thể phục hồi cây lúa bằng cái sản phẩm này, bằng cái sản phẩm này. Và bà con chúng ta cũng có thể ví dụ như ngộ độc phèn, muốn tăng ngưng bón phân ure, ngộ độc hữu cơ, chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này để chúng ta phục hồi rất là nhanh, xin thưa bà con. Và giai đoạn nữa là cái giai đoạn trước khi trổ, nó thúc đẩy cái sự
là phân hóa đồng, nó làm cho gia tăng được cái tỷ lệ hạt của cây trồng. Đấy. Và ngoài ra thì công ty cũng giới thiệu bà con một cái sản phẩm rất là hữu hiệu để khôi phục lại cây trồng, và đặc biệt là các loại cây trồng khi bị những cái bất lợi về thời tiết. Thay mặt cho công ty cổ phần Nicotech, xin được chân thành cảm ơn bà con. Bà con xem chương trình, nhớ bấm vào nút đăng ký để đón nhận các cái video tiếp theo. Bà con nào cần liên hệ trực tiếp có thể kết nối với các kỹ sư và cán bộ công ty. Bà con lấy số điện thoại ở cuối chương trình và bà con kết nối Zalo, hoặc là cần tư vấn trực tiếp, chúng tôi sẵn sàng phục vụ bà con. Xin lần nữa, xin chân thành cảm ơn.